Thua trận, huấn luyện viên Paul FC thừa nhận sai lầm, Quang Hải hóa nhạc trưởng cực ấn tượng, báo giới nước Pháp nức lời khen ngợi. Quang Hải và các đồng đội ở Paul FC vừa đá trận sở hữu cuối cùng trước Nios vào tối ngày 23 tháng 7 trước khi bước vào mùa giải mới. Hơn một tuần sau, Paul FC sẽ có một trận tại Ligue 2 vào lúc 00 giờ ngày 31 tháng 7. Quang Hải đã ra sân ở 3 trận sở hữu gần đây của Paul FC, trong đó anh được đá chính và ghi bàn cho Paul FC thắng đội nghèo xứ Landes và hai trận tiếp theo là Toulouse và Angoulême. Quang Hải đều vào sân từ băng ghế dự bị nhưng không ghi được bàn thắng. Trận gặp Nios sẽ là cơ hội cuối cùng để Quang Hải giành sự tin tưởng của huấn luyện viên Didier Tholot trước khi bước vào mùa giải mới. Paul FC đã thay máu lực lượng mạnh tay trong mùa hè này. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Tholot đã chia tay 6 cầu thủ, trong đó có 2 người chơi hay nhất trong mùa giải trước, đó chính là tiền đạo Samu Sendi và tiền vệ tấn công Victor Roby. Hè này thì Paul FC đã mang về tới 11 cầu thủ và trong đó có Quang Hải. Tại vị trí tiền vệ tấn công thì Quang Hải phải cạnh tranh với tân binh Henry Stivet và Steffi Biot, cầu thủ gần đây mới gia hạn hợp đồng. Các cổ động viên Việt Nam đang rất mong chờ Quang Hải được ra sân đá chính trong trận đấu tiếp theo. Ở đội bóng Ligue 2 thì hai câu lạc bộ này không hề xa lạ với nhau. Paul FC đã hòa 2-2 trước Nios cách đây 2 tháng trên sân nhà. Dù không phải là đội bóng mạnh nhưng mà Nios là một đối thủ khó chịu với Paul FC. Gần đây nhất, Paul FC thắng đội bóng này là cách đây khoảng 2 năm. Giờ đây, đội hình đã có sự xáo trộn và khả năng giành chiến thắng của Paul FC bị đặt dấu hỏi. Huấn luyện viên trưởng chắc chắn là muốn Paul FC giành được thắng lợi để tạo đà tâm lý. Thực tế, ở trận đấu vừa qua, Quang Hải chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị. Trong suốt thời gian không có Hải con trên sân, Paul FC gần như bế tắc hoàn toàn trong các pha lên bóng. Các cầu thủ áo vàng đỡ bóng còn rất lập bập và không có các pha phối hợp hay. Chính vì thế, dù đá với một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Paul FC vẫn không thể tạo dựng trước một thế trận như ý. Không thể tạo áp lực trên hàng công, Paul FC đã phải nhận cái đắng. Ở phút 17, thì Benti của Nios đã có một pha dứt điểm tốt, nằm ở cự ly 20m, hạ gục thủ thành của Olidio, mở tỷ số cho đội khách. Dù bị dẫn trước nhưng mà các cầu thủ Paul FC vẫn không thể nào dâng cao khi mà tuyến giữa gần như không thể cầm được bóng. Kết thúc 45 phút đầu tiên, đội bóng áo vàng rời sân với việc bị dẫn trước bất ngờ. Người hâm mộ bắt đầu sốt ruột và mong chờ Quang Hải sẽ ra sân. Đúng như kỳ vọng, đầu hiệp 2, Quang Hải được huấn luyện viên trưởng tung vào sân. Cầu thủ mang áo số 19 trên sân ở thế trận của đội chủ nhà đã sáng sủa hơn hẳn. Ở phút 63, Quang Hải đã có một pha bóng đầu tiên. Vẫn như thói quen, anh xoay sở nhanh nhẹn để tránh sự vây ráp của cầu thủ Nios. Tuy nhiên, pha chuyền dài vượt tuyến về cánh trái của Quang Hải lại đưa bóng đi hết biên dọc. 2 phút sau, anh có một pha dứt điểm về cầu môn nhưng mà không đi trúng đích. Tiền vệ Việt Nam chơi cực kỳ nổi bật khi mà khiến lối đá của Paul FC sáng bừng lên, liên tiếp trong những phút đầu tiên có mặt trên sân. Quang Hải đã tạo ra vô số các pha bóng đáng chú ý, tạo điều kiện cho đồng đội dứt điểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của các tiền đạo Paul FC chưa thể giúp Quang Hải có kiến tạo. Những phút còn lại của hiệp 2, các cơ hội của đội chủ nhà đến khi mà bóng qua chân của số 19. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực, Quang Hải vẫn không thể gánh được các đồng đội. Kể từ thời điểm phút 79, Quang Hải rất ít khi được chạm bóng. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Paul FC không kiểm soát được thế trận. Bóng thường xuyên xuất hiện ở phần nửa sân của Paul FC. Đó cũng là lúc Quang Hải buộc lui về để hy vọng có bóng. Quả thực, sự hạn chế ở thể hình và ở góc độ chủ quan là khách quan, đội hình tổ chức khá rời rạc của Paul FC khiến cho Quang Hải không có nhiều thời gian và cơ hội có bóng. Dẫu vậy, theo ghi nhận, anh vẫn nỗ lực để hy vọng tạo ra một vài pha đi bóng và chuyền bóng có chủ đích. Ở phút 82, Quang Hải có đường chuyền mở bóng sang cánh trái, nhưng đồng đội của anh ở Paul FC không theo kịp. Ở phút 86, thì anh có 2 lần đi bóng qua người cầu thủ Nios và thành công, nhưng mà đường chuyền tiếp theo thì lại không đến chân của đồng đội. Chung cuộc, nhìn tổng thể thế trận, ở sau 30 phút cuối hiệp 2, Quang Hải được huấn luyện viên Tholot tạo điều kiện đá ở vị trí số 10, vai trò mà đôi bên đã thống nhất với nhau từ đầu. Quang Hải cũng đã cố gắng để hy vọng tạo ra được một điều gì đó, nhưng mà mọi thứ thì mới chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của cầu thủ này. Chung cuộc, của FC nhận thất bại 0-1 trong trận sở hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới. Sau trận thua vô cùng đáng thất vọng này, huấn luyện viên Tholot phải nhận vô vàn những bình luận ném đá về lối chơi của FC. Dù chỉ gặp một đội bóng yếu hơn nhưng mà các cầu thủ áo vàng rất không thể nào tạo ra được một thế trận tốt.
Thậm chí, Quang Hải vào sân, tiền vệ mang áo số 19 đã tạo ra rất nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng mà đồng đội của anh lại không thể đền đáp được công sức của Hải Con. Huấn luyện viên trưởng thì cũng phải thừa nhận thất bại vừa qua đến từ việc ông đã cất Quang Hải trên băng ghế dự bị quá lâu và cố gắng thử nghiệm đội hình. Vị thuyền trưởng của Bão FC đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận đã có những tính toán sai lầm. Tuy nhiên, ông cũng hứa rằng Bão FC sẽ chơi tốt tại League 2 khi mà chính thức khởi tranh. Với việc khiến cho lối chơi của Bão FC sáng sủa hơn rất nhiều, khả năng Quang Hải sẽ được huấn luyện viên trưởng đặt cách cho vị trí chính thức trong vai trò là nhạc trưởng. Huấn luyện viên trưởng của Bão FC đã có những phát biểu liên quan tới cơ hội ra sân của Quang Hải. Ông khuyên nhủ Quang Hải đừng nóng vội mà hòng việc. Trong mọi hoàn cảnh, hãy kiên nhẫn, ông sẽ sử dụng Hải Con vào thời điểm thích hợp nhất. Trong cuộc trò chuyện với Hải Con, thì huấn luyện viên Charlotte đã khen ngợi tinh thần cầu tiến của cầu thủ này. Và đáp lại lời nhận xét của người thầy, cầu thủ sinh năm 1997 lễ phép trả lời, đó là tinh thần của người Việt Nam. Hiện tại, trong tay vị huấn luyện viên trưởng có Quang Hải, một nhân tố tốt để tạo ra sự khác biệt cho Bão FC. Cầu thủ người Kháp KB, người từng chinh chiến tại các câu lạc bộ xứ Lục Lăng, thì cũng đánh giá rất cao về Hải Con. Chàng trai nhỏ bé này rất mạnh mẽ, có những trận mà tôi không biết Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng như thế nào. Thế nhưng Quang Hải đã tự đặt mình thay đổi số phận chỉ từ một tình huống cố định, một đường truyền hay là một động tác kỹ thuật giống như Messi vậy. Trong khi đó, chủ tịch Bão FC thì nhận xét, khi mà xem video của Quang Hải đá, tôi thấy đây là một cầu thủ giỏi mà chúng tôi chưa từng có. Nếu Quang Hải được ra sân trong mùa giải League 2, thì anh sẽ mang lại một làn sóng mới cho Bão FC. Tất nhiên là việc Quang Hải có đá chính hay không thì nằm ở quyết định của huấn luyện viên trưởng. Sau khi cập bến Bão FC thì Quang Hải đang nỗ lực tập luyện để hòa nhập với đồng đội. Còn nhớ vào hồi tháng 3 năm nay khi mà Quang Hải còn chơi cho đội bóng Hà Nội FC, vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa cho rằng cầu thủ số 19 này bị thừa cân và khó chơi bóng tại châu Âu. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, Quang Hải có một thân hình thon gọn hơn rất nhiều và anh có các chuyên gia thể lực dinh dưỡng kèm theo trước khi mà sang Pháp. Sau khi cập bến Bão FC thì Quang Hải đã tự lo cho mình cùng với những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Cùng với việc tập luyện cường độ cao thì Hải còn đã có sự thay đổi về vóc dáng, anh trở nên đen và gầy hơn. Theo ghi nhận của huấn luyện viên thể lực tại Bão FC thì tỏ ra rất hài lòng với Quang Hải trong các buổi tập mới. Có thể thấy Quang Hải đã nỗ lực hết sức để chiếm được niềm tin của ban huấn luyện. Những sự cố gắng không biết mệt mỏi của Quang Hải biết đâu có thể cho giúp anh có được một suất đá chính ở tại League 2. Nếu như mà điều này xảy ra, đó là một cột mốc mới của anh khi mà cập bến Bão FC. Nếu như mà Quang Hải được vào sân từ ghế dự bị, anh vẫn cần phải nắm bắt cơ hội để ghi điểm với huấn luyện viên trưởng. Với Quang Hải lúc này, mỗi lúc vào sân sẽ là một trận chiến mà anh cần phải chơi tốt, thậm chí đá hay hơn cả những cầu thủ bản địa và ngoại binh khác của Bão FC. Chỉ có cách đó Quang Hải mới có thể chinh phục được đội bóng mới. Sau trận thua với Nios, Bão FC sẽ bước vào League 2 ở với vòng 1. Trận đấu diễn ra vào lúc 00 giờ ngày 31 tháng 7.